Đây là lời mời dành riêng cho bạn. Hãy song hành cùng chúng tôi trên hành trình thay đổi cuộc đời và khám phá phiên bản tuyệt vời nhất của bạn. Không quan trọng bạn là ai hay từ đâu đến, đây là cơ hội để bạn tự quyết định cuộc đời của mình. Làm việc với những người bạn yêu quý. Làm việc ở bất cứ nơi nào bạn thích. Làm việc bất cứ khi nào bạn muốn. Hãy tận hưởng sự tự do về thời gian, tài chính và một cuộc sống có mục đích. Hãy hòa mình vào sự năng động, vui vẻ và nhiệt huyết, xuất phát từ sự phát triển chóng mặt trên toàn cầu của hai lĩnh vực sau: bán hàng trực tiếp với quy mô năm 2013 là 141,1 tỷ đô và dự đoán sẽ cán mốc 167 tỷ vào năm 2018; sản phẩm chống lão hóa với mức tăng trưởng đến 870 tỷ đô vào năm 2018. Bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn đã chọn một phương tiện đúng chưa? Hãy để Nuxin trở thành đối tác kinh doanh vững mạnh của bạn. Với hơn 30 năm phát triển, Nuxin là một trong 100 công ty uy tín nhất được Forbes bầu chọn năm 2010, được chứng nhận bởi Better Business Bureau và có tên trên sàn chứng khoán New York. Cho đến năm 2015, Nuxin đã chi trả hơn 10 tỷ đô tiền hoa hồng và các đãi ngộ khác. Hãy xây dựng một sự nghiệp kinh doanh toàn cầu với 54 thị trường, trong đó có thị trường Đông Nam Á với tiềm năng khổng lồ, 550 triệu dân số. Với rất nhiều giải thưởng về sản phẩm, cơ hội kinh doanh, cải tiến chống lão hóa và trách nhiệm với xã hội, Nuskin mang đến cho bạn đặc quyền tiếp cận những sản phẩm mang tính cách mạng về chống lão hóa, chăm sóc cá nhân và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Đây là cơ hội để thay đổi cuộc đời và cả những người xung quanh. Với Nuskin đã có rất nhiều cuộc đời thật sự bước sang một trang mới. Sống cuộc đời có mục đích, tạo ra những nụ cười, tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ trong đời ở khắp nơi trên thế giới với những chuyến du lịch hưởng thưởng của Nuskin. Bạn đã sẵn sàng bắt đầu hành trình của mình chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng và đang tự hỏi tôi cần bắt đầu như thế nào, hãy nói chuyện với người đã chia sẻ video này cho bạn. Nuskin, khám phá phiên bản tuyệt vời nhất của bạn.